Hai xin chào cả nhà, welcome tất cả mọi người đã tới với kênh của Anna Hà. Anna Hà đã vắng mặt cũng hơi lâu. Bây giờ Anna Hà sẽ trở lại với các bạn về cái việc mà EIDL Target Rent. Các bạn nào mà hôm năm ngoái đã nhận được 1.000 đô từ SBA, mình đã apply, mình đã nhận được 1.000 đô từ SBA. Và bây giờ SBA lai rai trong tháng, bắt đầu tháng 2, tháng 3 họ đã gửi cho các bạn cái email rồi. Có nhiều bạn không có để ý nó, hoặc là mình không biết nó là cái gì. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại để mình tìm cái email đó, để mình apply, để mình xin thêm 9.000 đô nữa. Các bạn theo chân Anna nha. Các bạn nhớ là cái email của mình, mình mở email mình ra nha, mình mở email mình ra, cái email mà hôm mình apply năm ngoái á, mà các bạn nhớ mình sử dụng email nào thì bây giờ mình trở lại cái email đó. Các bạn cái dòng search ở trên đây nè, SBA, các bạn đánh vào cái SBA rồi các bạn search ra thì nó có sẽ rất là nhiều cái email ra. Nhưng mà cái email đây nè, các bạn thấy SBA là kênh người ta gửi cái email này, thì bạn click vào cái này để mình tìm SBA. Người ta đã gửi email cho bạn rồi, nó nằm trong cái email box, hoặc là bạn nào đã xóa nó rồi thì hơi khó đó. Nhưng mà các bạn nào không biết vẫn còn trong cái email của mình thì mình lục lại cái email của mình và mình vào nó, mình tiếp tục. Ở trên này có nhiều cái thông tin cá nhân của mình không có tiện để lên YouTube. Thì các bạn kéo cái email đó lên, cuối cùng cái của cái email đó thì sẽ có cái chữ này, cái dòng chữ màu xanh green này là Target Advanced Application. Thì các bạn click vào đây thì nó, người ta sẽ dẫn ra cái đường link cho mình. Rồi mình click vào đây, rồi người ta sẽ đưa một cái đường link khác, đó, nó ra là cái đơn này. Các bạn xem cái đơn này, coi những cái thông tin cá nhân của mình ở trên đây có đúng hay không. Cái dòng đầu tiên mình cần phải có đó là cái mình để cái số social của mình vào, điền cái số social của mình vào đây nè, rồi người ta mới tiếp tục được. Sau khi mình bỏ cái social của mình vô thì nó sẽ như thế này. Mình có phải là công dân của Mỹ hay không, hoặc là công dân chính thức. Và đây là những cái câu hỏi mà mình phải trả lời. Thứ nhất là cái người mình apply á, mình có phải là công dân chính thức hay không thì mình trả lời yes. Câu thứ hai, mình phải làm chủ cái doanh nghiệp của mình hơn 50% hay không. Thì mình là doanh nghiệp một chủ một thợ thì mình ôm cái doanh nghiệp của mình 100% rồi thì mình trả lời yes. Còn bắt đầu câu số 3 cho tới câu số 22 thì đều trả lời no hết. Đây là những cái câu hỏi mà hỏi mình có bị phạm tội hay là những cái doanh nghiệp của mình có illegal hay không, thì doanh nghiệp của mình có bao nhiêu thợ, bao nhiêu chủ thì mình cứ trả lời thôi. Ví dụ mình làm thợ nail một chỗ một thợ thì mình đánh số 1 vô, rồi tiếp tục mình click continue. Rồi trong cái bước này thì tất cả những cái thông tin cá nhân của mình sẽ được phơi bày ra. Bạn nào thấy cái chỗ nào sai thì mình click cái chữ edit, cái chữ edit kế bên hông thì mình click vào đó để mình sửa lại cho nó đúng. Và cái câu cuối cùng mình phải trả lời đó là cái câu tất cả những thông tin trên đúng hay không. Mình trả lời đúng thì mình đi tới, còn trả lời no thì mình sửa cái nào thì mình cần phải sửa. Còn nếu mà mong muốn đi tới nữa thì mình phải continue. Và cái bước này là mình cần phải có nha các bạn. Đây là những cái thông tin quan trọng mà mình cần phải điền vô. Mình điền số phone của mình, câu số 1. Rồi cái câu số 2 này thì hơi rắc rối một chút, nhưng mà cũng rất là đơn giản. Các bạn lấy cái giấy thuế 2019 ra. Trên cái dòng số 7
của cái chỗ si á nó có một con số, thì bạn sẽ sử dụng cái con số đó mình chia cho 12 là mình làm bình quân là bao nhiêu năm 2019, là bình quân mình điền hết cái con số đó vô cùng một con số thì không sao đâu. Là năm 2019 là mình làm mỗi tháng mình làm bao nhiêu đó. Và 20, các bạn nào đã khai thuế 2020 rồi thì các bạn lấy cái giấy thuế 2020, cái tờ giấy mà Schedule C á, cái dòng số 7, cái con số đó bạn lấy cái con số đó bạn chia cho 12, rồi bạn điền vào cái 12 dòng này thì cũng tương tự như cái dòng của 2019, 2020 thì mình lấy tổng con số cuối năm mình chia cho 12, đó là cái con số mỗi tháng mình mỗi làm. Và cái dòng này 2021 3 tháng đầu năm bạn đã làm được bao nhiêu tiền, giống như bạn tính từ tháng 1 là mỗi tuần bạn deposit bao nhiêu tiền vô thì bạn cộng lại một tháng đó. À, mình lấy cái bank statement của mình ra cho nó chính xác. Mỗi tháng mình làm được bao nhiêu rồi mình điền cái con số đó vô. Sau khi mình điền những cái thông tin trên đó, rồi mình click vào cái chữ này. Giống như là mình hiểu biết để mình apply cái đơn này đó. Và mình click vào cái này, mình không phải là robot. Rồi, cái này là xong là mình click submit. Thì hiện tại thì chưa có FBA chưa có đưa ra tiền, nhưng mà sớm chắc trong vòng tuần sau hay gì đó SBA sẽ giải quyết cái hồ sơ của tất cả các mọi người để mà cho tiền cái số tiền mà target rent, EIDL loan, target rent. Nếu các bạn nào muốn loan á thì sau cái rent thì sẽ là cái loan. Còn các bạn nào không muốn cái loan thì mình ngừng lại ở việc nhận 10.000 cái loan thôi. 10.000 có nghĩa là 1.000 mình đã nhận thêm năm ngoái rồi, năm nay người ta sẽ đưa thêm bạn 9.000 nữa thôi, chứ không phải là bây giờ người ta đưa bạn 10.000. Nếu mà các bạn nào chưa apply năm ngoái thì năm nay có thể nhận được 10.000 một lúc. Nhưng mà cái đơn đó khác với cái phần này. Cái đơn đó bạn phải apply từ đầu, còn cái phần này đó là cho những người đã apply năm ngoái rồi, năm nay chỉ tiếp tục thôi, chứ không có phải là người lần đầu tiên apply. Bạn nào mà chưa có apply lần nào hết mà bạn muốn apply thì cái điều kiện để mình apply đó là cái income năm 2019 phải nhiều hơn cái income năm 2020 30%, và bạn phải ở trong cái khu vực mà được theo quy định của chính phủ là cái khu vực low income. Cái đó mình chỉ check coi mình có được hay không, chứ mình không có làm gì hết. Mình phải vô cái map đó mình check coi có được nhận cái target rent này không. Và khi bạn muốn tìm hiểu về cái đó thì mình sẽ để hai cái link cho các bạn. Đó là cái link để mình check cái coi mình trong cái khu vực mà low income hay không. Và cái link thứ hai đó là cái đơn để mình apply cho cái EIDL loan này. Đây là cái EIDL loan này. Các bạn có thể vào cái trang mà sba.gov, rồi mình có thể apply cái loan này. Cái loan trên cái website này thì dành cho những bạn nào chưa có apply cái loan này bao giờ hết. Những bạn nào đã apply năm ngoái rồi không cần phải sử dụng cái application này. Application này bạn đã điền năm ngoái rồi, năm nay mình không có cần điền nữa. Cái này để dành cho những người nào chưa bao giờ apply. Nếu mà mình cảm thấy mình hội đủ điều kiện để mình apply thì mình nên apply cái này. Mình đã nói rất là nhiều lần với các bạn rồi, khi mà apply cái này không có mất tiền gì hết, bạn chỉ cần tốn công 5-10 phút bạn ngồi bạn apply thôi. Cái cơ hội bạn có tiền nhiều, cho nên các bạn đừng có bỏ qua cái cơ hội này. Nếu mà bạn là self-employee hoặc là doanh nghiệp nhiều nhiều chủ nhiều thợ chứ không phải nhiều chủ
doanh nghiệp một chủ một thợ cũng được, doanh nghiệp một chủ nhiều thợ cũng được. À, mình nên apply cái này để mình có cái số tiền để xoay sở trong cái mùa dịch này. À, chúc các bạn may mắn nha.